Hàn con được nghỉ mấy ngày bé Hàn? 2 ngày đây. 2 ngày hả? Đi làm. Thứ hai con đi làm hả? Còn học không? Giờ đi làm rồi ha. Chị Hàn á. Chị bé Hàn á, chị bé Hàn học đại học xong rồi giờ chị Hàn đi làm. In Colombia. Then I'm gonna go to medical school so I can become a doctor. More years. Mm-hmm. You figure out what you want to do yet? Chị Hiền học thêm lên bác sĩ. Bây giờ là bác sĩ rồi mà còn học cho bác sĩ cao cấp nữa. What do you want to do? 6 năm. Wow. Yeah. 6 năm rồi lên 10 năm luôn á nội. Nói 4 năm advent rồi, nó học 4 năm advent rồi. Dạ. Trời nội làm ngon quá, gỏi nè. Gỏi ăn rồi được dễ ăn. Gà ăn dạ. Gỏi ăn không ngán nè, chua chua. Bánh bằng tôm nữa. Bữa nay là Thanksgiving Day mà sinh nhật của Minh Khang luôn. Giờ mình đi sớm chưa có ai tới hết trơn á. Nay có cái bánh mà macaron nữa nè. Giờ đi đâu bánh macaron. Nó đóng cửa chịu trọng đại cái gì? Đóng cửa luôn hả? Đóng hết. 90% BC là tập phòng là đóng cửa đó. Dạ qua mạc đóng cửa. Em tạo một vòng sáng rồi đó. Chỉ có mình biết lót mở thôi. Duy nhất còn mình biết lót mở thôi. Đọc chơi vậy nó mới mở nên nó muốn đủ tiền ấy quá. Có bán chút không lợi gì? Có, có bán chút. Bên đó là lợi nhất, 9 giờ tối nó mới đóng. Lấy một con ý. Cái gì con, lấy gì con? Con muốn lấy gì? Con đang lấy gì pha đúng không? Cái này mày ốm con. Đúng rồi, thì cần nói cho mày. Con lấy gì? You know what tastes really good with cognac? Mommy. Huh? Ngồi chơi xe hả? Chiếc xe đâu rồi? Xe đâu rồi con? Con vô con lấy đi. Con lấy xe ra đi. Chiếc xe nó lọt vô trong đó luôn rồi. Con vô con lấy đi. Lấy ra đây đi. Rồi bắt. Lấy ra đi. À, chiếc xe đây nè. Bắt ra thì có bông mới dùng đẹp. Không chụp đại đi, có tấm đèn cũng đẹp rồi. Người đẹp là chụp ở đâu cũng đẹp hết á. Nhẹ đó. Ờ vậy đó, ờ giữ như vậy, đúng đúng đúng. Đẹp quá. Rồi cậu chụp tin tưởng đi. Có tiền chưa qua ta? Chưa. Oh mom, we're so cute. Chụp nhanh lắm. Mình nội tư cái này nè. Dạ ôm mình nội cái hai dì cháu coi. Oh okay, sorry, you want daddy. Rồi làm giật mình gì có. Là cháu đây của con kìa, có biết nói kìa. Kêu daddy gì kìa. He's so cute. Daddy. Nói đây sao hả con? Thế rồi cũng mong được chơi. Welcome to my house. Happy Thanksgiving. Hello, Mario. Hey, how are you? Good. How are you? Mom. Good. Yeah. Oh, today. Người ta có khuôn mặt đẹp, phải trang điểm. Mình làm mình chất phớt nè. Phải trang điểm cái quay rồi lên. Say hi to the rest of the kids, Paul. Hi. Hey, love. Oh, Vito. Vito, Rob. Wow. Em mời đi uống cà phê hả? Nhỏ tư quá vậy? Sao? Dạ. Có cái máy nhỏ. Hello, today's Apollo birthday. Thanksgiving also. Happy reunion. Blackberry. Blackberry với lại banana.
Thấy rồi. Cái sữa chua ngọt ngọt đi. À ngoại kìa con, à ngoại kìa. Không. Ông ngoại qua, bà ngoại qua kìa. Ông ngoại là ngoại á. Chào chú, chào đi. Ngoại này là ngoại giữ dáng đẹp quá. Happy Thanksgiving em. Cảm ơn chị. Happy Thanksgiving. Rồi đâu mua có bằng mà có bằng. Ngoại, Happy Thanksgiving ngoại. Dạ. Một giây, hai giây. Ủa, Ly qua đây, sao uống đi? Uống Khang á, Khang uống khỏi đó đó. Rồi. Bác Đơn sao qua trễ vậy bác Đơn? Thức thì dữ vậy? Nhậu hả? Ở đây trời. Thức dữ vậy? Mấy người trời ơi, nay sexy dữ người ta. Đâu nào buồn ngủ chưa? Đâu nào chơi xe nãy giờ cũng vừa buồn ngủ mà chưa dỗ ngủ được. Tại đông người quá, đâu nào không ngủ được. Đông người quá ngủ không được hả con? Món của Thái Lan hả? À, đồ đổ tâm hả? Đồ đổ đâm của người Thái hay người Lào gì đó. Đồ đổ đâm nó cay dữ lắm nè. Chị Đoan có cay không chị Đoan? Ở ớt nhiều không? Rồi cái gì nó chín đây nè? Ai nướng cái gì nè? Rồi ai nướng chả giò nè? Xong rồi. Con đã bảy chưa? Có thêm món gì nữa vậy? Happy Thanksgiving về con đã đâu vậy? Món này hả? Dì nói này cái món này món gì? Happy Thanksgiving ăn củ biết. Bò. Bóc đi, bóc đi để củ đang sống mà. Cái này làm gắt quá, chắc gì không tan. Cái món này gọi lại gì nữa? Cái này không phải ăn á. Đủ. Bỏ đĩa. Bỏ bãi hết thịt mình không muốn ăn đi, còn bãi không biết cắt là miếng thôi. Nhỏ nhỏ gì mới ngon, bãi chay miếng nồng đó. Cái này gọi là món gì? Món gì? Món kêu thằng Thái Lan. Hôm nay chị Đơn chỉ làm hai món của Thái của Lào luôn. À, Thái với Lào. Cái này là cái gì đó? Đưa con bãi để. Món của Thái, món của Lào. À, cái này là acha dành pasta salad. Pasta salad. Nói đâu là món Mỹ là mấy đứa nhỏ nào mà. Nè, pasta salad nè. Cái tên là nó cứ đi lấy dĩa không bạn. Cái này là cái gì? Mình bốc cho Jennifer nha. Pasta salad cho con nha. Jennifer. Dạ. Mẹ Khang. Pasta salad cho Jennifer nè. Đó là đồ gì? Đồ vớt nha, đồ vớt. Thôi, đồ vớt. 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 Hi. Hi, con. Con có đơn vị ai muốn hẹn nhau? Đây bảy tổ của Khang. Cùng ngay ngày là Thanksgiving Day luôn. À, trang trí thêm bánh nữa. Đẹp chứ bộ. One, one, one. Good color.
để mọi người nhắc luôn ạ. Thôi lấy cái màu gì đi Phong. Cái này no rồi. Đây rồi. Em hỏi là hoa rừng vậy?
Chơi soccer, chơi đá banh.
rồi bước chân một cõi về. Nơi nào phù say, nơi nào trở lại. Lòng bạn yêu em thật nhiều, mà tình đâu chán lặng này bao nhiêu. Đời em là con muốn tương lai, mà bây giờ chỉ phải chăm đôi vai. Làm sao chưa chung đời mình như hai tiền cuối kỳ, yêu nhau đừng để cho nhau buồn. Tình như chiếc lá rung bên gió. Mấy chọc rồi, mới hai điểm. Giữa cái cột đừng ăn gian mất ta.
không sao, không sao, không sao, không sao đâu, quan trọng là bắn vô thôi chứ không sao đâu. Đánh tay ơi. 15 13 chứ 2 15. Dạ rồi 15 rồi. Lấy cái 60 luôn con. Đồng vừa quay cho nó quăng. 30 liệu luôn rồi. 11. Mình đánh vô 20 nữa mày khỏi cái đếm nữa. À, 33. Mày có 30 đó, 33 rồi. Ê, bên này mày. 33, 33. Số 1. Anh. 23. Thắng rồi, 13 nữa. 23 với 13, 34 rồi. 36. Rồi, 41. 32. 32.